Nam mô A Di Đà Phật. Hãy ráng tu tâm mà dưỡng tâm lành, đừng cho ma nghiệp ma vọng tâm sanh. Quay về cõi phúc đường chân đạo, Phật pháp thiền na dốc thực hành. Chớ nhiễm trần hoàng đường phấn son, chim bao cuộc thế chẳng thường còn, chi bằng nhớ lại câu hồng thề. Tỉnh ngộ nghe thầy dạy hỡi con, hỡi con đời tục giấc hồi tâm, trí huệ trao dồi trần xanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Thầy. Kính thưa các bậc lão thành, kính thưa quý cô bác cùng toàn thể anh chị em đồng đạo thân kính. Hôm nay cũng nhân vào cái ngày 20 tháng 6 năm Nhâm Thìn, cũng là ngày tiên lễ kỷ niệm đáo lễ hàng năm cho ngoại tổ của chúng cháu. Sau khi nhận được lời mời trực tiếp hoặc gián tiếp, toàn thể quý vị đã từ đường xá xa xôi ngăn sông cách lộ ở trải dài hàng trăm cây số mà cũng nhín nhúc thời gian quý báu đến đây để hiệp tâm cùng với gia đình để ngày mai này giúp sức cho anh em tụi cháu lo tròn câu hiếu thảo. Bởi vì lời xưa đã bảo, thất tổ cửu quyền nơi chín suối, ngưỡng mong hậu tấn biết tâm trai, hay nội ngoại tương tề. Rồi tháng rồi đó, ngay cái ngày 19 là tụi con thuyết giảng, là ngày 20 đám giỗ của ông nội, thì tháng này lại đám giỗ của ngoại. Thì tháng rồi là nội, còn tháng này là ngoại. Ai muốn thắng thì về nội, còn muốn thối thì về ngoại. Phước đại công tông mới sanh hiếu tử, còn đức thành phu phụ mới xuất hiền tôn. Đó là lời của các bậc thánh hiền đã chỉ dạy. Thì bổn phận làm cháu con khi ông bà tổ tiên cha mẹ đã quá cố, có bổn phận phải cúng tế quải đơm. Đó là tục lệ từ ngàn xưa được tổ tiên gôi tiền cho hậu thế. Hôm nay chúng ta là người Việt Nam cũng ảnh hưởng sâu xa về cái giống của con lạc cháu hồng. Con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Bởi vì cây có cội mới mọc mầm xanh lá, nước có nguồn mới bể rộng sông sâu. Con người có ở nơi đâu, có cha, có mẹ, rồi sao mới có mình. Nếu không có ông nội, bà nội thì làm sao có cha. Mà nếu không có ông ngoại, bà ngoại thì làm sao có mẹ. Mà nhờ có cha mẹ, giờ đây chúng ta mới được có hình hài. Ngày hôm qua này đó là cái ngày lễ vía của vị Quan Thế Âm Bồ Tát. Quý vị mình trở về ở tại Bạc Liêu, tức là ở mẹ Nam Hải rất là nhiều. Cho nên quý vị về đây hỏi có một số cô bác anh chị em nhân ngày lễ vía đó mà ở tại nơi quê nhà không có đi, có lỗi đạo gì không? Tôi mới trả lời, tôi nói nếu không có đi được tới cái ngày vía ở tượng của Quan Thế Âm Bồ Tát
thì ở tại nơi quê nhà của bác chúng ta vẫn còn chiêm ngưỡng được ông Phật Thích Ca và mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát. Hỏi như thế nào? Tôi mới trả lời, tôi nói cha già là Phật Thích Ca, còn mẹ già tự thể Phật Bà Quan Âm. Cho nên nếu ai không có điều kiện để đi đến chùa, đi đến tượng của Quan Thế Âm Bồ Tát, thì ở nhà nhân những cái ngày lễ đó, tôi bắt chúng ta gắng cố gắng đừng tu tượng cốt Phật đồng, mà trở về lại kẻ ẩm bồng ngày xưa. Cái người đã 9 tháng cưu mang, cái người đã mang 3 năm bồng ẩm, mang nặng đẻ đau, đã tạo cho mình dòng sữa ngọt, đã hy sinh cả cái khoảng đời còn lại. Cũng như ta nói câu là công cha như núi như non, hy sinh tất cả cho con nên người, hay là nghĩa mẹ như biển như sông, nuôi con khôn lớn chẳng mong đáp đền. Thưa quý vị, trong buổi gặp gỡ chuyện trò tâm sự trao đổi hôm nay, cháu sẽ gửi đến cô bác anh chị em mình qua một cái đề tài. Cái đề tài này cũng mới mẻ mà nó áp dụng vừa tình đời và ý đạo ở trong đó. Vì hồi nào giờ cô bác mình biết con nói con có nói chuyện đạo không, mà con phải nói chuyện đời không? Bởi vì trong hội trường này con biết con số cô bác anh chị em mình đã thâm niên đạo, mà cũng con số còn mới rang, còn mới cáo. Không mà con nói vậy chính xác không mấy cô? Chính xác phải không? Cho nên cũng có một số thâm niên đạo, rồi cũng có một số đó là mới bước vào cửa đạo. Mà nếu con nói đạo không rồi mấy quý vị mới người ta làm sao đây? Mong cô bác anh chị em mình cũng quan hỷ thông cảm nha. Đời đạo liên quan sẽ diện tình, đời mà không đạo phải nghiêng chinh. Đạo đời như thể hình dưới bóng, đời đạo liên quan sẽ diện tình. Nó phải có đời có đạo mới được. Đời không đạo đời vô liêm sỉ, mà đạo không đời đạo biết dạy ai, phải không cô bác? Cho nên bữa nay đó con sẽ trình bày cùng cô bác anh chị em mình với một cái mục này phải nói rất là quan trọng trong cuộc đời của con người. Mà cha mẹ, người thân và tất cả thân bằng quyến thuộc ai cũng ước ao cho mình và người thân mình đều đạt được mục đích này. Thì thưa quý cô bác anh chị em mình, hôm nay đó tôi sẽ trình bày cùng cô bác anh chị em mình với cái đề tài 5 chữ. Mấy đợt rồi thì 4 chữ không hả? Bữa nay xin leo lên chữ nữa nha, là 5 chữ. Tôi sẽ gặp gỡ cùng cô bác anh chị em mình với cái đề tài được mang tên là hạnh phúc trong đạo đời. Bây giờ con xin hỏi cô bác anh chị em mình, ví dụ như bây giờ đó, khi mình đã sanh ra có một đứa con trai hay là một đứa con gái, khi lớn lên cô bác anh chị em mình có mong mỏi ước ao cho mai sau nó lên nó được hạnh phúc không cô bác? Có không? Có. Rồi cái người thân đó khi người ta lợi đám cưới đó, người ta có ước ao cho con cháu mình được hạnh phúc không cô bác? Có. Ở xóm chòm lợi mà đám cưới đó có mong cho cái đôi trai gái đó được hạnh phúc không cô bác? Có. Không phải muốn cho hạnh phúc một hai ngày mà muốn cho trăm năm hạnh phúc. Bởi vì sau khi mà lập gia đình rồi là người ta để cái bảng là sao đó? Trăm năm hạnh phúc. Loan phụng hòa minh, sắc cầm hảo hiệp, thời gian sau cơm không lành, canh không ngon, đông bà con căng không kịp, nó quất cái lỗ mũi xịp. Phải không? Vậy thì bây giờ thưa với cô bác anh chị em mình, bữa nay tôi sẽ trình bày về hai cái hạnh phúc. Một là hạnh phúc của đời. Bây giờ đời đó người ta mong mỏi được cái hạnh phúc như thế nào? Và cái đạo đó người ta mong mỏi cái hạnh phúc như thế nào? Và cái đời, cái hạnh phúc nó có được vĩnh viễn dài lâu hay không? Còn cái đạo nó có được hạnh phúc là lâu dài hay không? Bữa nay tôi sẽ trình bày cùng cô bác anh chị em để về mình tự chọn nha. Mình về mình tự chọn nha cô bác anh chị em. Tôi sẽ trình bày rõ hai con đường. Cái này là hạnh phúc của đời, bên đây là cái hạnh phúc của đạo. Bởi vì lời xưa có câu nè: muôn việc đến quan khâu là hết, giàu nghèo đều chung kết như nhau. Muôn việc khi đến quan khâu tức là đến mộ là hết đó cô bác. Nghèo giàu đều chung kết như nhau, uổng công lúc sống quơ quào. Vừa quơ mà vừa quào là gom vô đó. Uổng công lúc sống quơ quào, đến khi nhắm mắt nắm nào được chi. Tức khi đến khi nhắm mắt rồi nó không có nắm được cái gì trơn cô bác anh chị em mình. Mà nắm cái gì biết không? Nhắm mắt cũng nắm hai tay đâu đem tiền của đem rài hầu non, chỉ có tội phước hỡi còn đến nơi thẩm phán cửa son diêm đài. Cho nên Đức Phật Ngài mới nói nè: ai mà sửa già tu hiền thì nơi cõi Phật cảnh tiên đang chờ. Chưa chưa. Ai mà già sâu lòng nhớ
thì nơi địa ngục cũng chờ đón ta. Chúa, Chúa! Nhất tâm niệm chữ Di Đà, đến khi nhắm mắt về nhà Như Lai, cho một tràng pháo tay. Trời ơi, ba cái mới vỗ tay chứ. Thưa với cô bác anh chị em, vậy thì bây giờ con hỏi cô bác anh chị em mình nha, hồi nào tới giờ người ta để cái bảng là 100 năm hạnh phúc, nhưng cô bác chúng ta thấy có ai hạnh phúc được 100 năm không cô bác? Có không? Trời ơi, hạnh phúc có 3 năm là gãy đổ sạch trơn rồi. Mới ban đầu vô thì đầu ngon lắm nha, đám cưới nhà ai vui thật là vui. Trời ơi, cô dâu đẹp xinh như nàng tiên luôn, vài bữa thấy hết ghiền hết. Xinh sang xinh đẹp dường như phụng, mà hè lại ôi thôi giống tợ gà. Có lúc đầu tiên tợ phụng mà mới đầu sau tợ gà. Con hỏi cô bác anh chị em mình nha, có phải như vậy không? Người ta nói cái câu 100 năm hạnh phúc, nhưng mà hạnh phúc chỉ có 3 ngày vui trọn vẹn thôi. Một ngày thứ nhất là nhóm họ, một ngày thứ hai đó là người ta rước dâu, cái ngày thứ ba nữa đó là đi qua đặng mà gì nào phản bái đó cô bác, đi về thấy vui lắm không? Nhưng mà rốt cùng rồi chỉ 1 năm đầu tiên thôi, hạnh phúc được 1 năm thôi. Năm đầu tiên anh nói em nghe, em nói anh nghe, nghĩa là chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe, hai vợ chồng một phe tè xa tè. Phải không? Hồi năm đầu tiên về đó, thì chồng nói vợ nghe, mà vợ nói chồng nghe, là hai đứa mình một phe hạnh phúc năm đầu tiên. Tới qua năm thứ hai không còn thuận bờm xuôi gió nữa, vì đời người hữu hạn cô bác, thời gian đó là nó nhạt phai. Người ta nói tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở, đời hết vui khi đã vẹn câu thề. Tới qua năm thứ hai, anh nói thì anh nghe, em nói em nghe, hai đứa mình hai phe. Mạnh ai nói nó nghe, đâu còn ai nghe ai nữa, phải không cô bác? Mới buổi ban đầu về thôi, ta nói kẻ ước 100 năm người nguyền giai lão, tình yêu đẹp như ngọc, tợ như vàng luôn, không có gì nghịch lòng trái ý hết trơn. Kẻ trọn đạo tàu kha, người trung ca, nghĩa khí người chẳng ham, phú quý trọng chữ tiết, kinh loan phụng hòa minh, sắc cầm hảo hiệp, gì đủ thứ hết trơn luôn. Cái gì cũng nhường nhịn được hết trơn, mà ngặt con cái đó qua, tao qua năm thứ hai là kể như rồi, ông thì tâu len, bà thì tâu na rồi, chứ đâu có còn hai đứa phe nữa đâu à. Phải không? Hai người là hai phe rồi. Lúc đó đó là anh nói thì anh nghe, mà em nói em nghe, hai người hai phe là hạnh phúc bắt đầu xa dần. Phải không? Qua tới năm thứ ba, không phải anh nói anh nghe, em nói em nghe nữa, hai vợ chồng nói cả xóm đều nghe. Nguyên nhân nào nói cả xóm đều nghe. Hay mỗi lần ông chồng ông nhậu về vừa tới cái, bà con ơi coi ông chồng của tôi nè. Mà có không cô bác? Có không? Ông chồng mà ông đi đó chạy xe đó, ông về mà gặp bà vợ đánh bài tứ sắc đó, trời ơi coi bà vợ tôi nè, bà con cô bác ơi, bà vợ tôi. Lúc đó hai vợ chồng không còn nói hai vợ chồng nghe nữa, mà lúc đó hai vợ chồng nói cả xóm đều nghe. Qua năm thứ tư, hai vợ chồng nói cha mẹ hai đơ hai bên hai họ đều nghe. Hỏi sao ạ? Lúc đó chịu hết nổi, tao mời ba má mày qua tao gửi thôi. Hồi đó anh em ngọt sớt, bây giờ là mày giữa tao không? Có không cô bác? Mời tới cha mẹ nghe. Qua tới năm thứ năm, hai vợ chồng nói chính quyền tòa án đều nghe. Hỏi sao ạ? Ra tòa ly dị, hao và du hai đứa mình đi tu. Có hao và du cũng chống hết rồi. Lúc đó là chia tay rồi phải không cô bác anh chị em mình? Vẫy tay chào nhau rồi chứ còn gì nữa, phải không? Vậy bây giờ con hỏi cô bác anh chị em mình đó, người ta nói cái câu 100 năm hạnh phúc, nhưng đời người chưa có ai mà được hạnh phúc đến 100 năm hết. Bây giờ có cái đôi vợ chồng nào mà tới 100 năm hạnh phúc đâu cô bác anh chị em mình. Thể về mà vợ chồng được thuận duyên thì gặp cái bà già chồng, bà khó quá. Gặp cái bà già chồng bà ngon thì gặp cái ông già chồng, ông nhậu hoài.
Gặp bà vợ chồng, ông vợ chồng ngon thì gặp em chồng chịu không nổi. Phải không? Gặp em chồng mà đâu đó ngon lành thì gặp chị chồng về khó khăn. Thế mà nó thận cái này, nghịch cái kia, thận cái kia, nghịch cái nọ. Không có ai mà được hạnh phúc dài lâu trên cô bác anh chị em. Có không cô bác? Có. Cho nên cái bài phận làm dâu đó, khi đứa con nó về nó than thở hoàn cảnh gia đình, bà mẹ bà mới than, bà nói với con: mẹ đã làm dâu nửa đời nên mẹ biết, chứ cay đắng mặn nồng nước mắt chan cơm. Mai mốt đây con cũng về làm dâu thiên hạ, là cả cuộc đời trao trọn cho người ta, để mẹ cô đơn như bông sê tuổi già, rồi ai màu á chăm lo từng bát cơm chén nước. Cái đó là cái bài mà bổn phận làm dâu, bà mẹ bà than chia sẻ cùng với đứa con gái của mình. Hồi buổi ban đầu mình coi cái tuổi cho nó được trăm năm hạnh phúc, mà về mới có 6 tháng trời là nó muốn tiêu xuống mạng rồi. Đó, vậy bây giờ hạnh phúc của con người xây dựng trên máu lệ, nước mắt của chúng sanh. Xây dựng trên tiền bạc, xây dựng trên danh dị, xây dựng trên cá nhân và các pháp, nó đều từ từ tan biến hết. Bây giờ con hỏi cái hạnh phúc đó của con người chưa bao giờ ai mà gầy dựng đến 100 năm hạnh phúc. Bây giờ con hỏi cô bác anh chị em mình, có ai mà gầy dựng cái hạnh phúc được 1.000 năm không có cô bác? Có không? Có không? Có, cô bác mình trả lời chính xác. Ai có? Đức Phật ngày xưa, ngài là cái người đầu tiên đi tìm ra hạnh phúc tuyệt vời. Cái hạnh phúc này mà mãi tới bây giờ là 2.500 năm nay, là 56 năm. Cái hạnh phúc đó nó còn vĩnh viễn dài lâu. Ngày xưa ngài sống trong cung vàng điện ngọc, đó là cái hạnh phúc của thế gian. Cha già, vợ đẹp, con cưng, ngôi cao, viên thấm, phú hữu tứ hải, ngài sống không thiếu một món gì trên cô bác. Nhưng mà ngài biết cái hạnh phúc đó rồi đây nó sẽ từ từ phai dần theo năm tháng. Cái nhan sắc của nàng nó đẹp, ta gặp được nàng là hạnh phúc, nhưng nàng ơi từ từ rồi đây. Rồi cũng nhạt phai, theo tháng ngày thân vô thường, tóc đen quyền rồi đây phai mờ. Đến lúc thần già thì bao điều bình đào xe đến với ta, thêm hồi gần la tiên đưa thần này đi đến gần mồ quan. Biết bao danh lợi với dương quyền, giàu sang sẽ gửi lại trần gian. Biết bao danh lợi với dương quyền, giàu sang rốt cùng rồi cũng gửi lại trần gian. Cho nên á, các vị siêu nhân đã cho biết là dứt xong 3 cõi 6 đàn quý hơn cái viết ngai vàng trần ai. Ngai vàng đâu giữ lâu dài, tòa sen chính phẩm là ngồi hoài, ngồi hoài tự do. Phải không? Cái ngôi của ông Phật là vĩnh viễn dài lâu 2.530 mấy năm, mà có ai giành được cái hạnh phúc của ông không cô bác? Có không? Xin thưa chưa ai giành được. Cho nên ngài hy sinh cái hạnh phúc ở thế gian để ngài đạt được cái hạnh phúc xuất thế gian, mãi đến hôm nay vẫn còn. Đó mới gọi là hạnh phúc chân thật. Khi mà ngài bỏ cái hạnh phúc thế gian, cô bác anh chị em mình thấy trong đầm đìa nước mắt, trong đau khổ. Này gia du ơi, khi sang tinh xương, nàng vừa tỉnh giấc, chắc nàng đau thương vì nhớ đến bản vàng. Thôi đừng buồn, đừng khóc than, hỡi nàng hãy cầu nguyện cho ta được dẫn tri trên bước đàn tu học. Này hài nhi giật mình buông tiếng khóc, ngài lại ngài lệ ngọc đổ ra. Vợ thương chồng con khóc lại đùi cha, nhưng con ơi cả thái tình đời là ảo mộng, một ngày kia giang vật cũng quần không. Con có thương cha chờ ngài vui chốn đại đồng, khi chân quả thoát dòng sanh bệnh tử. Vậy thì công chúa nàng ơi, em hãy hy sinh hạnh phúc mình
để anh tầm đạo cứu nhân sinh. Tình ta nay đẹp mai đau khổ, lưu luyến làm chi một bóng hình. Chiếc áo cẩm bào xin trao lại, khoác vào chiếc áo khách phiêu linh. Bát cơm hoàng tộc xin từ biệt, đổi bát cơm lành độ chúng sinh. Đêm nay khép cộng tình duyên lại, đổi anh tình thương rải ánh đào vàng. Cô bác chúng ta thấy không? Hy sinh cái hạnh phúc trong thế gian để mà đạt được cái hạnh phúc vĩnh viễn và trường cửu lâu dài. Đó là một tấm gương, phải không? Cho nên á, sau khi á, đạt được đạo rồi, Ngài mới để lại cái giáo pháp đó trần gian. Và Đức Thầy Ngài cũng kêu mình nè, theo đòi gương Phẩm Thích Ca, dốc đem tâm trí đặng tầm ra đảo màu. Có không cô bác? Đó, vậy bây giờ đó, cái hạnh phúc trong đạo nó mới vĩnh viễn trường tồn. Bởi lẽ Đức Giáo Chủ Ngài mới cho biết là biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng, đưa nhân loại đi vào dòng hạnh phúc, phải không? Vậy bây giờ chỉ có đưa con người vào cửa đạo, con người mới được sống hạnh phúc. Bây giờ tôi hỏi cô bác anh chị em mình ở trong gia đình mà chồng hòa nè, vợ thuận nè, cháu con thảo hiền nè, gây tạo nhân duyên trong tình làng nghĩa xóm nè, giúp nước trọn chung nè, làm con trọn hiếu nè, làm chồng tận nghĩa nè, làm vợ tận tình nè, để huynh tận tính nè, trong gia đình như vậy quý không cô bác? Hạnh phúc không? Hạnh phúc. Thầy nói từ trên tới dưới thuận hòa hay hơn châu báu ngọc ngà. Ngọc ngà giàu sang, ở trong hàng thanh niên thanh niết đi nghèo hèn mà biết thủy chung, thương yêu nhau đến phút cuối cùng vợ chồng ấy mới chân hạnh phúc. Sống như vậy đó mới hạnh phúc đó. Nhưng mà cô bác anh chị em mình ở trong hiện tại bây giờ đó, nhiều gia đình tan vỡ vì hạnh phúc quá nhiều, phải không? Hôm rồi mới 12 giờ đêm mà cái cô này cô bốn mấy tuổi rồi, gần sắp sửa thân nữa cái hạnh phúc mà người ta mong muốn, người ta hạnh phúc trăm năm, còn này mới có 50 năm. 12 giờ rưỡi rồi, cô gọi điện á, tôi mới vừa bắt máy lên cái cô nói chú Bảy ơi, chú Bảy ơi, chú Bảy ơi, cứu tôi nói làm vợ nhà cháy hay là té xong mà làm dữ à? Làm gì mới mở cái máy lên cái là làm chú Bảy ơi, cứu tôi chú Bảy ơi là tôi biết nữa rồi. Tôi nói cái gì mà làm gì mà nhà cháy hả, té xong mà làm gì gấp dữ hả? Chú Bảy ơi chưa trơn cái nói chú Bảy ơi, chú hứa chú sẽ cầu nguyện cho tôi, chú Bảy ơi khổ quá chú Bảy ơi. Tôi nói rồi tôi hứa tôi cầu nguyện cho, nhưng mà cái gì khổ? Quay qua nói ông chồng, tôi hỏi bộ ông chồng nhà ông ruột chạy ra hè gọi điện nữa hay gì đây à? Mà cũng khổ lắm cô bác anh chị em mình ơi. Bây giờ đó ba mấy anh Trung Quốc nó đem ba cái rượu qua, nó đầu độc mấy anh thanh niên mình uống rượu riết bị thần kinh chứ không còn nhớ gì nữa trơn. Bữa nọ ba ông ta nó uống nhậu xỉn hết trơn, không còn biết gì trơn, đang chạy chiếc xe mà gặp bên công an, ta ngoắt lại rồi á, ông quơ tay ông dừng lại, ông nói giờ này chở thêm nữa hết được. Xe chở ba chứ chở bốn không có được. Ai ơi, gặp giao thông ta mà còn bộ trưởng nông dân có gian hay gì đây, tính tưởng khe nhà, giờ này chở thêm nữa hết được. Thầy ơi, ông nói trời ơi, tôi bắt ông tôi phạt ông đi chứ mà chở thêm cái gì. Nói bộ ông là chủ sĩ sao ông phạt tôi. Bởi vì thường khi vô nhậu đó nó có bầu gan ông chủ sĩ, thành ra hễ ai mà có trật gì cái ông chủ sĩ ông phạt. Hôm nay người ta bắt lợi rồi, người ta kêu đó, mà người ta kêu người ta mà lợi ta hỏi giấy tờ thì nói giờ này chở thêm nữa không được. Trời ơi, tôi bắt tôi phạt ông, bộ ông chủ sĩ sao ông phạt tôi. Trời ơi, tôi bắt tôi phạt ông mà tôi còn giam ông luôn nữa. Nó trời ơi, bộ ông là ông trời sao ông giam mấy đứa con của Ngọc Hoàng.
Bộ ông là ông trời ở đây hả? Ông dám giam mấy đứa con của Ngọc Hoàng hả? Hỏi trời ơi, mấy ông uống rượu gì mà còn nói con của Ngọc Hoàng nữa hả? Ông mới quay qua ông nói hiu hiu gió thổi đầu non, mấy thằng uống rượu là con của Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng ngự tại đền vàng, thấy con uống rượu cho 2000 uống thêm. Trời ơi, Ngọc Hoàng đâu lưu lạc xuống dưới đây mà uống rượu say chạy không nổi vậy? Người ta nói vậy, ông nói ngày xưa tôi ở trên trời, tại vì quá quậy mới đổi giờ xuống đây. Xuống đây phải uống cho say, uống chừng nào sơ gan củ trướng tôi mới bay về trời. Không biết uống rượu có bị sơ gan củ trướng không mà ông nói, chừng nào sơ gan củ trướng tôi mới bay về trời trở lại. Cô bác mình thấy uống riết rồi hết biết đường nói hay không cô bác? Hết ham mà. Tới chừng tôi nói xong rồi tôi nói hoàn cảnh sao đâu nói cho tôi biết coi. Nói chú coi đó, ông già ông già ông mới vừa mất. Tôi mới mời anh em tới bằng làm lễ cầu nguyện cho cha, mặc dù cha ruột vừa cha chồng cũng như vậy. Tôi mới làm bổn phận trách nhiệm mà ổng không đi mà ổng cũng không cho mình đi nữa. Chú coi đó, chứ phải mà ông xuống xuồng đó, ông không bơi thì thôi, ông để gầm đó, ông im đi. Mình bơi, ông còn gà nước nữa chứ. Mình đi, ông không cho. Kêu ông đi, ông không chịu thì thôi, đi bây giờ để cho mình đi, mà mình đi, ông không cho. Tới chừng ông già chết rồi, tôi mời anh em đồng đạo lại, đặng mà cầu nguyện. Tới chừng tôi mời lại, đã đời các anh em ta lại đông quá, cái ông trốn, ông mắc cỡ. Bị bình thường mình không đi cho người ta, tới chừng cha mẹ mình mất, người ta lại mình mắc cỡ. Ông mắc cỡ cái ông nói thôi mời mốt bà đừng mời đồng đạo của bà lại nữa, để tôi mời mấy ông thầy lại tụng kinh. Cái tôi nói trời ơi, đồng đạo người ta lại người ta làm giùm không hà, còn ông mời mấy ông thầy đám lại thì ông tụng kinh mất tốn tiền. Ông nói cái gì tốn tiền nó mới có kết quả bà ơi. Làm mà nó không có tiền là nó không có kết quả. Rồi theo ý chú thấy sao, chú nói tôi nghe coi chú bảy. Tôi nói thường khi đó đời đó là ông nói vậy là phải rồi, còn đạo cô nghĩ nó khác. Cái gì đó mà đời đó mà có tiền đó là họ làm mới nhiệt tình. Phải không? Làm nhiệt tình nhưng mà họ có trong đó cái lợi dụng. Làm nhiệt tình mà có cái lợi dụng. Còn nó ủa sao kỳ đâu, chú nói chú trình cho tôi hiểu. Tôi nói ví dụ như bây giờ đó, mình có cái chứng bệnh mà mình lại bệnh viện đi không có tiền đi khô máu chết luôn. Phải không? Đang bị cái chứng bệnh mổ gì đó mà lợi mà không có òn èn với ông bác sĩ đó, ông để mình đứt ruột luôn chứ đừng có nói mà mổ. Phải không? Mà mổ được rồi đó, tới chừng cái bữa đem lên ca rồi đó mà không cho tiền mấy cô hộ lý đó nha, cô đẩy mình đứt ruột cũng khỏi mổ luôn. Bị lựa ngay chân mấy ổ gà đẩy không à, mà đưa 20.000 cái đẩy bác khỏe không bác. Vừa đẩy vừa bỡ bỡ im im nữa chứ. Ban đêm lại thăm nữa. Rồi. Có không cô bác? Nhiệt tình. Nhiệt tình mà trong đó nó có cái sự lợi dụng. Tôi nói ví dụ như cái ông bác sĩ mà ông chích thuốc mà ông chích ăn tiền đó, mà bệnh lợi ông biết bữa nay cái bệnh cảm này ông chích một mũi một hà là kể như là hết. Nhưng mà ngu gì chích cho nó hết một mũi. Tôi chích phân nửa hà, đặng ngày mai này đã bớt bớt lợi tôi chứ không lẽ lợi ai. Tôi nói không biết ông bác sĩ này có không mà ông coi đó. Không, mà tôi nói cái ông đó là ông bác sĩ đời à, còn này ông bác sĩ đạo kia à. Tôi nói thiệt cô bác anh chị em mình luôn, nếu ông bác sĩ đời đó bữa nay thấy cái nhà đó mà hơi khá khá chạy xe du lịch lại chích thuốc, bữa nay chích một mũi một hết đó, nhưng mà họ bớt cái số thuốc đó chích phân nữa, đặng ngày mai này còn lấy được 80.000 nữa để chích nó hết, ngày mai này làm sao có tiền. Phải không? Phải không cô bác? Nhưng mà đặc biệt có cái lợi cái ông thuốc nam, cái ông đạo đó mà lợi đây bữa nay đó, ông hốt thuốc không ăn tiền thì bữa nay đó cái ông này đó, cái bệnh của ông đó, tôi nói thiệt nghe, ông hốt 10% mà ông còn thêm nữa, ông còn thêm vị thêm, đặng cho ông hết mẹ nó cho rồi để mơ ông lợi nữa chứ. Bị hốt giùm mà chứ có phải ăn tiền đâu, phải không mấy cô? Không, mà tôi nói rồi, cái nào mà không có lý quý vị cứ trình bày nha, cứ việc mình đưa tay lên nha, phải không?
Vậy bây giờ cái ông hốt thuốc nam đó mà ông hốt, ông muốn cho ông này ông mau hết bệnh cho rồi để ông lợi tí nữa. Bây giờ ông hốt không có ăn tiền. Còn ví dụ như bữa nay đó tôi mướn cái người đó lợi đặng mà mần lấy tiền. Bữa nay công chuyện mặn ngày rử đó, mà ngu gì ông mặn ngày rử. Ông mần đặng mà ông câu giờ cho nó ra thành hai ngày. Không mà có không thấy cô. Có không thấy cô. Có. Nhưng mà bữa nay là mần công tác từ thiện xã hội. Bữa nay công chuyện đó mần một ngày rưỡi. Bữa nay mình tranh thủ lại sớm sớm chút xíu mần cho nó hết ngày nay cho rồi mới đi chi nữa. Có không cô bác? Có. Nói cái đó mới là chính xác đó. Vậy thì bây giờ đó, trong tinh thần đạo cô bác anh em, chúng ta lấy hết tâm cơ trí não để mình làm phụng sự cho đạo pháp. Làm là nó nhiệt tình đó cô bác anh chị em mình giờ. Hồi đó mà ai bắt mình đi nghĩa vụ thủy lợi đồ coi mình làm cho nó lấy có không à, mà đi làm công tác từ thiện xã hội đi làm bỏ mình luôn cô bác. Rõ ràng là như vậy đó. Thấy không? Thôi quý vị, vậy thì bây giờ tới chừng nói qua cái tôi nói cho cổ, cái cổ nói vậy là chú Bảy nói cái này có lý. Thêm cái nữa tôi hỏi cái này, chú đừng buồn nghe chú Bảy, tôi nói có gì đâu buồn, cô cứ hỏi. Cái gì phải không phải thì tôi nói là chứ tôi không có buồn. Phải là tôi nổ ra liền đó. Hỏi để trong lòng ngu gì. À, không để ấm ức trong lòng. Cô nói à, chú Bảy à, chú ăn chay năm nay hai mấy năm mà chú có ăn hột gà công nghiệp không chú Bảy? À, bữa nay nói luôn cái này nha cô á. À. Cô hỏi tôi xong rồi cái tôi mới trả lời. Tôi nói bây giờ cô nói ăn cái hột gà mà hột gà công nghiệp là được chứ gì. Cậu nói tôi không có nói được hay không, cho nên bây giờ tôi mới lưỡng nan thắng thối, tôi mới hỏi chú thử coi được hay không đó chú Bảy. Tôi nói theo cô thì sao? Nói tôi chưa biết mà tôi nghe con số đó. Bên tôn giáo bạn với quý vị đồ người ta nói ăn hột gà công nghiệp đó là nó không có chống cho nên ăn được đó chú Bảy. Tôi mới quay qua tôi nói hòa thượng tiên quá không nói là có chống hay không có chống, mà ngài nói một câu ái ngữ, pháp ngữ mình nghe có lý. Bạn nói ăn hột gà công nghiệp là không có chống cho nên không có tội. Nhưng sau này bạn bị quả báo đầu thai làm gà, bạn mới biết con gà nó xuất phát từ đâu. Vậy con gà nó xuất phát từ đâu cô bác? Không lẽ từ cái hột thằng lằn? Con gà thì nó xuất phát từ cái hột gà. Nếu cô nói mà không có chống là không có tội. Vậy đó ngày xưa Huyền Trang đi thỉnh kinh qua tới nước Tố Nữ, Tài Thiên mà lỡ tay có đập chết á ở bên nước Tố Nữ là không có tội hay sao? Cô nói sao không có tội? Tôi nói bởi vì ở bển máy không chứ không có chống. Tới chừng á xong rồi cái bà cười sặc sặc liền. Cái tôi nói bây giờ đó cô muốn cho tôi cầu nguyện cái gì đâu cô nói. Cô nói bây giờ đó từ ngày có gia đình tới giờ đó thế gian nước chảy ngược dòng, vợ tu mà chồng quậy mới mít lòng với nhau. Cho nên bây giờ tôi muốn cậu cầu nguyện cho tôi cho nó hết khổ, đặng tôi an tâm, tôi vui, tôi lo tu. Từ ngày mà tôi tu tới giờ nó khổ không chú Bảy. Tôi nói bây giờ đó tôi hứa tôi cầu nguyện cho cô, tôi sẽ cầu nguyện cho cô. Nhưng mà cầu nguyện cho cô hiện bây giờ vui rồi sau này cô khổ, hay là hiện bây giờ cầu cho cô khổ sao cô vui? Cái bà nghĩ nghĩ hơi, cái cô nói thôi kệ, cầu nguyện cho tôi hiện bây giờ tôi khổ đi rồi sao tôi vui. Tôi nói vậy thôi khỏi cầu nguyện. Bà nói sao hả? Tôi nói bây giờ đang khổ muốn chết rồi cầu đang cho chết hay làm gì? Nếu cầu nguyện cho bây giờ vui rồi sao khổ thì tôi cầu nguyện được. Còn bây giờ đang khổ rồi cầu nguyện cho khổ nữa đang tiêu hay làm gì? Lúc đó bà cười xà xà, cái bà nói thôi vậy khỏi cầu nguyện cậu Bảy. Thôi chào cậu nha, tắt cái cọc. Vui lắm cô bác, đạo mặc dù cực mà vui. Có nhiều đêm á, con ngủ không có được, mở máy 24/24 mà nghe nhiều cái nguồn tin nó cũng vui lắm. Rất là vui. Bởi vì lạc đạo an bằng xã thân tu tỉnh, vui trong cửa đạo mà an phận nghèo đó cô bác anh chị em. Vậy thì bây giờ đó con nói thiệt cô bác anh chị em, con người sống ở thế gian họ cứ nghĩ có tiền là có hạnh phúc, phải không? Họ cứ nghĩ có tình cảm là có hạnh phúc. Cái thứ ba, họ nghĩ có danh vọng là họ có hạnh phúc.
Vậy thì bây giờ đó, thế gian đó người ta quan niệm đó, một là có tiền nhiều là hạnh phúc, vậy bây giờ sau này hết tiền mất hạnh phúc. Nếu có danh vọng là có hạnh phúc, sau này khi danh vọng mà nó bị mất là mất hạnh phúc. Phải không? Vậy thì bây giờ cái đó đâu phải là hạnh phúc vĩnh viễn dài lâu gì đâu à. Mà con nói cô bác anh chị em mình nghe, thường thường đó, cái hạnh phúc của người này là đau khổ của kẻ khác. Con nói vậy mà có không cô bác? Hạnh phúc người này là đau khổ của kẻ kia. Tảng sáng mà bây giờ mình ra mà mình gạt ai được á, mà vài triệu đồng là mình cảm thấy hạnh phúc lắm. Mà mấy người bị gạt đau khổ không? Vậy thì bây giờ tôi nói con người là sống với nhau đó, hoàn toàn là có mưu mô xảo trá, mánh khóe gạt lường cùng với nhau. Bây giờ tới cái người nông dân giờ cũng mánh khóe gạt lường nữa cô bác. Tôi nói gì có không nghe. Mình đi vô trong kinh á, mà mình chạy chiếc ghe mình mua rơm về đặng mà mình chất núm rơm. Mình chạy vô tới ngay chân chỗ á, chủ đất. Hồi sáng này đó, ông chủ đất ông cắt, ông gom ngố vô cà lan rồi. Tới chừng cái ông máy suốt, ông lại ông suốt. Hỏi cái đống lúa này nhiêu à, 25 công, ông nói có 20. Bạn mà nó đỡ tiền. Tới chừng một hồi người ta lại người ta mua gom, hỏi đống gom này nhiêu à, ông nói 30 công đó. Có không mấy cô? Có chứ gì đâu. Mới sớm mơ nó tiều kiều nó quán rồi. Mới hồi nãy máy suốt lợi suốt đó 25 công, nó nói có 20 à, đặng đỡ 5 công. Rồi bây giờ người ta lợi ta mua gom, ta hỏi đống gom này nhiêu à, 25 công, nó nói 30, đặng nó được 5 công. Ai đâu mà xách tầm đi đó. Ta nói câu nè, dò sông dò biển dễ dò, độ ai lấy thước mà đo lòng người. Có không cô bác? Vậy bây giờ đo làm sao được? 20 nói 25 làm sao mà ta biết, phải không cô bác? Chỉ có mình biết, chồng mình biết, con mình biết. Nhưng mà mình làm như vậy đó, thế gian ta tưởng đâu là khôn. Nhưng mà rốt cuộc Đức Phật Ngài cho mình là dạy. Hỏi sao dạy? Mình nói dốc mình mang tội. Đem tiền 5 công gom để về cho con ăn miếng cơm, chồng ăn miếng cơm, cái tội mình lãnh. Phải cái tội mình lãnh không? Vì khôn quá thế nên tồn lại ngu đó cô bác anh chị em. Phải không? Cho nên bây giờ đó, thường khi đó, hạnh phúc của mình là đau khổ của kẻ khác. Tôi nói vậy cô bác anh chị em, mình có xem lại cái tuần cải lương đó, mà Tô Quánh Nguyệt quý vị mình biết rồi. Thằng Minh mà nó càng hạnh phúc chừng nào thì con Nguyệt nó càng đau khổ trên đây. Có không cô bác? Có không? Anh Minh mà càng hạnh phúc chừng nào thì chị Nguyệt càng đau khổ không chừng nãy. Thằng Điệp đó mà nó càng mà sung sướng, nó hạnh phúc chừng nào thì con Lan nó càng đau khổ. Có phải hạnh phúc người này là đau khổ của kẻ kia không cô bác? Phải không? Bởi vì mình danh vật, mình ấy có tiền có của giàu sang đồ này kia, cái người hai người ta đang thương nhau rồi mà lợi một hai đang mà giật giành cái hạnh phúc của người ta. Trần Minh đang thương Quỳnh Nga, tự nhiên công chúa Bích Vân lợi nói nếu mà ông không thương tôi sẽ chặt cái đầu của ông. Có không cô bác? Có. Cái đó gọi là giật giành hạnh phúc chứ còn cái gì nữa. Vậy bây giờ cái hạnh phúc người này là đau khổ của kẻ khác. Hạnh phúc đó sống trên mồ hôi và máu lệ của người ta. Tôi nói là hạnh phúc đó nó dành trên cái máu lệ, trên chúng sanh không nói chi, dành vật trên đau khổ của muôn loài vạn vật. Bởi bữa nọ hai con ngỗng, nó có một bầy con nó mới than với nhau. Nó nói em à, ngày mai này đó, hai đứa nó sửa sản nên viên cầm sách. Nó lập gia đình, nó làm lễ du quy. Mà nó đang chuẩn bị sẵn, nó giết một trong hai đứa mình đây nè. Bởi vì nó thấy mình còn nguyên một bầy con, cho nên nó giết một trong hai đứa mình. Vậy em tính sao? Bà vợ bà nói anh thì mạnh dạn, còn em thì tay yếu chân mềm. Không ấy ngày mai này em ra đi hy sinh để cho anh ở lại. Lúc đó con ngỗng á, con ngỗng đực nó mới nói với ngỗng cái, nó nói chứ phải ông bà mà làm đám cưới trai thì hai đứa mình đâu có nhìn.
Con ngỗng đực nó nói với ngỗng cái nó nói á, ác đức thiệt. Hai họ đi lợi thì chúc cho hai vợ chồng, chúc cho đôi trẻ được trăm năm hạnh phúc. Mà ông hạnh phúc chi chứ phải ông mà tổ chức, ông làm tàu hũ nấm gom, ông cúng trái thì hai đứa mình đâu có chia biệt. Có không cô bác? Phải đám dỗ cúng trai thì hai của mình đâu chia tay vĩnh viễn. Rõ ràng. Vậy bây giờ cô bác anh chị em mình ơi, cái hạnh phúc á, của mình là nằm trên xương máu và tất cả sự đau khổ của bao nhiêu người khác. Bữa nay mình đi ra quýnh bài mà mình muốn cho mình hạnh phúc là đau khổ không biết bao nhiêu. Mình lại mình gom nguyên sòng bài người ta thua là về nhà đánh vợ chửi con. Có không cô bác? Bữa nay đó mình mà mình ra ứng cử hội đồng mà mình đậu được cái chức mà chủ tịch thì cái ông kia ông đang rớt cái bịch. Có không? Vậy bây giờ đó cái hạnh phúc của người này là đau khổ của kẻ khác. Hỡi ơi, tiền tài danh vọng chỉ mưu toan lợi ích cho mình, nó đã giết chết bao mối tình. Ai gây chi cảnh đoạn trường phải thét gào thê lương là chỗ đó đó cô bạn. Cô bác mình thấy không? Bởi vậy đó cái tuồng của Lan Dương Điệp, mấy cô mình nghe chỗ này mà đau lòng xót dạ, nghe mà muốn khóc được á. Nghe lúc mà sửa sạn đám cưới của con Điệp, cái con Lan nó buồn nó khóc. Nó nói không biết bữa đó tôi có tiếp qua phụ một tay bác tu hay không, hay là tôi buồn ở nhà tôi khóc. Khóc cho người ta trăm năm hạnh phúc, khóc cho tôi xeo diện kiếp bè bàn. Nước đã chảy xuôi về biển đông bát ngát, mà đám lục bình còn trôi dạt lông đông. Đâu có ai đem con sáo sang sông, mà sao sáo cùng số lòng xa bay cho một chàng thao tay. Phải không? Thôi ơi, nghe cái này mấy bà già bà nào nấy muốn rớt nước mắt. Hai cái tuồng Lan với Điệp với đó. Thưa cho quý vị, vậy thì bây giờ muốn cái hạnh phúc của mình mà được vững bền và tốt đẹp, cô bác chúng ta gắng cố gắng đó, cái hạnh phúc đó là trong cửa đạo kìa, nó mới thật sự là vĩnh viễn cô bác anh chị em mình đó. Đồng thời hai cái đạo đời, hai cái nó khác nhau, đạo và đời thâm thẳm sâu xa luôn. Quý vị mình hỏi sao đạo và đời nó thâm thẳm sâu xa, tôi nói hai cái nó tốt đẹp. Bên đây đó, người tu như thể bá tòng, ai ai cũng quý, cũng trông, cũng nhìn, sửa trao là phận của mình, xưa nay lời lẽ sử kinh rõ ràng. Tu hành như đó hoa tươi, ác gian tự thể lá rơi bên lề, hoa tươi đẹp người mê kẻ hái, lá rơi ai đâu lại ngó ngàng, cạn lời khuyên kẻ thế gian, hoa tươi nên chọn chớ màng lá rơi. Tôi nói cũng đồng thời là một anh thanh niên đó, tuổi năm nay mới 18 đó, mà anh thanh niên này biết quy y đầu Phật, trai quyết tu hành trai mới đáng đó. Vô trong chuồng phát tâm giác ngộ, lo tu ngồi niệm Phật, thấy thương thấy mà sợ. Phải không? Còn cái ông này mà ông vô chân quán nhậu đó, mà ông xỉn đó, ông nằm bài tải dòm thấy ghét mà không ai ưa. Có không cô bác? 18 tuổi mà vô chùa tu, nó có giá trị, người ta gọi là tu, người ta thương. Còn uống rượu rồi mới đi tới đằng kia đằng này, người ta đóng cửa rồi không có ai chịu chân cô bác. Ta nói ủa sao kỳ á? Tôi nói cũng đồng thời cái máy, mà nếu bây giờ mình gắn chân vịt xuôi là nó chạy tới, mà nếu mình gắt lộn cái chân vịt ngược là nó chạy ve. Cũng cái máy đó không, mà cái chạy tới cái chạy ve, phải không cô bác? Phải không? Mình cô mua cuộn giấy về đó là giấy nó hoàn toàn sạch đó, nhưng mà mình để khác chỗ là cái công dụng nó đã khác rồi. Mình để trên bàn ở đằng trước là nó khác, mà để trong cầu ở đằng sau là nó khác. Phải không? Có nhiều người nói tôi, nói chú Bảy ơi, chú Bảy nói vậy chứ trước sau ti khác, thiện căn vẫn đồng mà. Tôi nói thiện căn thì vẫn đồng, nhưng mà vốn liếng nó có khác nhau. Cũng như bây giờ đó, anh Ngọt đó, anh làm bác sĩ 20 năm nay, anh cũng là bác sĩ. Cái người mới ra trường cũng là bác sĩ, nhưng mà bác sĩ ra trường 20 năm nay, ta mở cái phòng mạch ra rồi hả, ta nói nghe, bệnh nhân lợi mắc bác số. Phải không? Còn mình mới ra đậu bác sĩ rồi đó, ra đăng cái bảng, không có ai tới được.
cũng là bác sĩ, cái kia cũng là bác sĩ. Mà vô ở trong á, bệnh viện mà phục vụ con bác sĩ lâu năm một tháng 4 triệu. Còn mình á, bác sĩ mới ra trường vô đó làm công không có cách bạc. Có không cô bác? Có. Cũng đồng thời là một công ty ta mở ra mà mấy người vô trước 4 năm làm một tháng 4 triệu một ngày 8 tiếng hồ. Mình vô đó một tháng có 1 triệu 9. Có không? Đồng thời cũng trồng sầu riêng, người ta trồng 10 năm về trước tới mùa cũng có trái. Mình trồng đó 3 năm tới mùa cũng có trái, mà trái người ta được 500 kg, còn mình có 2 trái bị lớn. Không đủ nhà ăn nó có đâu bán. Phải không mấy cô? Phải. Vậy bây giờ thầy nói khuyên người rèn sớm thì xài lâu hư. Cái người nào rèn sớm thì xài lâu hư, cho nên đó, sẵn dịp đây tôi nói luôn. Ở bên Mỹ hổm rài đó, mấy đứa em sinh viên tuổi trẻ trẻ nó đi làm hãng làm công ở bên bển, nó gọi điện về tôi nó than cô bác. Chú Bảy ơi, chú Bảy, hiện giờ con bên đây đang thất nghiệp chú Bảy. Bây giờ chú coi có cách nào, con nghe chú nói chuyện ở trên mà đĩa con nghe hay quá. Bây giờ con đang thất nghiệp, chú có cách nào chú giúp con không chú Bảy? Tôi nói trời ơi, chú Bảy là thầy tu chứ đâu phải thầy bói đâu. Tôi nói nhẹ vậy đó cô bác. Chú Bảy là thầy tu chứ đâu phải là thầy bói đâu mà coi cho con làm ăn. Nhưng mà chú Bảy nghe nói ở chính phủ bên Mỹ, khi mà cái người dân mà người làm công ty làm hãng thất nghiệp là ta có cái chính sách hỗ trợ. Hỗ trợ lương. Nói chú ơi, những cái người mà ta làm lâu năm với mấy người già ta hỗ trợ lương cho cả cuộc đời. Còn tụi con tuổi trẻ mới qua khi thất nghiệp chỉ hỗ trợ con 5,5. Mà bây giờ thời gian gần sắp sửa hết. Tôi nói vậy thôi bây giờ đó, con thấy bây giờ công ty, cái hãng nào, cái công ty nào cũng bị đình công, cũng bị phá sản. Mà chỉ có cái hãng của cái mấy ông đạo hả? Hỏi cái hãng gì? Tôi nói cái hãng nấu cháo trắng nước sôi, công ty phục vụ cháo trắng nước sôi miễn phí. Không bao giờ mà bị phá sản hay đình công. Làm mỗi ngày, ai thất bại làm gì làm ngày nào cũng. Cháo trắng muối tiêu đậm nghĩa tình, nước sôi thơm dứa thật quan nghênh. Bệnh nghèo nằm viện trăm điều thiếu, kêu gọi tình thương giúp dân mình. Bát cháo nước sôi đáng là bao, quý hơn vàng bạc lúc sang giàu. La lành xin nhớ đùm lá rách, của ít lòng nhiều giúp lẫn nhau. Phải không cô bác? Tu đâu phải để ngồi chơi, đạo đâu phải để làm nơi dưỡng nhàn. Tu không giúp đỡ thôn lân, chữ tu ấy có ai cần làm chi? Nhũ khuyên sắp hết tân ni, trở nên yểm thế hay đi độ đời. Đường cờ ngắp nước tay trời, ngồi không tụng niệm sao rồi chữ tu. Dí dầu mất buổi công phu, độ người khỏi nạn chữ tu vô trời. Vậy bây giờ thấy người ta đang gặp trong cái trận lốc xoáy ở dưới Cà Mau như vậy đó, sập 450 căn nhà. Tôi mới bàn nói đệ thọ, đệ phải đi gấp gấp xuống dưới đang cứu trợ cho người ta. Bây giờ đó mình nghĩ đi, nhà của mình lỡ tốc mái có một chỗ thôi, mà không có chỗ mình ở đó mình thấy còn đau khổ, khi người ta sập cái nhà, rồi trời mưa gì người ta ăn ở đâu, ở ở đâu. Bây giờ mình đem xuống cứu lửa đi, cho người ta ăn chục ký gạo. Một nắm khi đói bằng gối khi đo, của ti tơ tóc mà nghĩa so nghìn vàng. Lúc đó tôi nói không ấy qua đám giỗ rồi đi, nó nói không được, đi trong đám giỗ luôn. Mới đó là hôm kia là bắt đầu hay tin rồi, là bắt đầu anh em ở bển anh Tị nè, chị Phước nè, cô Mỹ Phụng nè, nghe ở trên bản tin rồi là gửi tiền về ủng hộ cùng ở đây một số là xuống dưới cứu trợ cho đồng bào nghèo, cứu liền trong tức khắc. Cho nên nó dự định là qua ngày mai ngày mốt hả đi, mà đi liền nó có ý nghĩa cô bác. Mới ngày nay rồi sáng sớm hồi 3 giờ này là lên đường ra đi thủ liền. Chứ không có đợi tới chừng nào mình làm rồi việc đạo mình mới giúp người ta chết còn gì. Phải không? Mình đang cúng ở đây mà gặp người ta đang tai nạn giao thông ở đó, mà mình nói để tôi cúng rồi, buổi cúng làm ta khô máu chết ngắt. Bỏ buổi cúng liền. Dí dầu mất buổi công phu, độ người khỏi nạn chữ tu vuông tròn. Chừng nào đem ta lại bệnh viện, mai giá đâu đó hết rồi về nhà mặc sức mà cúng, cúng tới chiều cũng được nữa. Không mà tôi nói vậy phải không mấy chú? Đạo mình phải vậy chứ. Có cái cô này, cô giáo ở bên đình nè cô bác, cô đi qua đây hồi nào giờ cô nghe đồn đãi bên đây, cô nói bên đây tà đạo này kia đủ thứ, nghe bên chính quyền nó nói tà đạo. Cô không dám qua, hổm rài qua đây cho cơm đã đời cô bác anh chị em mình, cho cơm đã đời cô qua cô hỏi tôi. Cô nói bây giờ đó anh em ta 8 tháng việc làm từ thiện của chú Bảy dữ lắm, nhưng mà ta thắc mắc có một cái. Hỏi cái gì do cô? Cô là cô giáo về hưu nha, mà bây giờ cô còn dạy học sinh nhiều lắm, học hè. Cái tôi hỏi khách thắc mắc cái gì dạ cô? Cô nói làm cầu làm đường thì phải rồi, nhưng mà ngặt con cái đó người ta không chịu, chú con cái là lâu lâu cái gom lợi cho bà con ta ngồi niệm Phật. Bộ ở nhà niệm không được sao mắc lợi đó ngồi niệm cho chú. Cô mới quay qua,
Tôi nói chị ơi, vậy tôi hỏi thiệt chị nha, chị làm nghề dạy giáo phải không? Bà nói ừ. Tôi nói vậy bây giờ con ta ở nhà, tại sao có tập có vở không kêu anh dạy em trai dạy con đi mà gom lại cho chị dạy chi vậy chị? Có mấy đứa em ở sau nó lấy cái tay đưa lên gì là number one. Số 1. Tôi không trả lời nhiều mà tôi chỉ hỏi nhiêu đó thôi. Chị nói chính xác. Tôi hiểu liền. Bởi vì đó mình ở nhà đó mình không có sự cố gắng. Ở nhà mà cho cha mẹ hay anh em dạy nó học đó một chút xíu nó bỏ nó đi rồi. Còn vô đây nó không dám bỏ học. Phải không? Vậy thì bây giờ ở nhà mình niệm bất quá 15 phút hồ là bắt đầu mình kiếm chỗ mình dòm nó bỏ đi rồi. Phải không? Dòm không có ai dọt. Còn lại đây đó, tôi nói á, dù ở nhà mình tu dở cỡ nào lại đây cũng phải gán rồng lên rồi nghe. Mà không dám nhích rồi nghe. Tới chừng buông ra rồi đi muốn không nổi mà. Vậy chứ không lẽ mình là thanh niên mà mình thua mấy bà già chứ. Chị Hoa, lần sau chị hỏi tôi một lần nữa, cô bác anh chị em mình mới cách đây 3 bữa 4 bữa là bữa 14 gầm nữa đây. Chị nói chú Bảy ơi, tôi có một điều thắc mắc. Bây giờ trong hai cái nào là tốt? Một số anh em ta đi cầu nguyện tối ngày chạy cộng cộng đi cầu nguyện cho người này người kia, dưới một số người ta đi làm cầu đường làm phước, vậy hai cái đó cái nào hơn? Tôi nói nếu cái nào mà mình làm với cái sự thành tâm của mình và làm có kết quả thì cái đó là hơn. Cũng như bây giờ mình buôn bán, không có nói bán vàng hay là bán dây chai lông vịt. Nếu mình bán mua mũ bể, bán đồ phế liệu mà nó thành công, nó kết quả cũng ngon hơn cái ông bán tiệm vàng mà bé ông bị lỗ. Phải không cô bác? Mình làm cái gì là do sự thành tâm của mình là nó thành công kết quả. Chị nói vậy làm cái nào trước cái nào sau, tôi nói không trước không sau. Tùy duyên, gặp cái nào trước làm cái đấy trước. Chị nói vậy nghĩa là sao? Tôi nói ví dụ như bây giờ đó, trong cuộc đời này hiếu thảo là một đứng đầu. Phải không? Ngàn kinh muôn điển hiếu di tiên. Cái hiếu thảo là đứng làm đầu. Nhưng bữa nay chị có bà già đang đau, sổ mũi, bệnh, ho. Chị đang sửa sản, sắp tiền, đi lại đằng quán, đằng chi dạ, đặng mua cho mẹ mình thuốc cảm và thuốc ho. Nhưng đi giữa đường chị gặp đứa bé nó đang té dưới sông. Không lẽ chị nói để tôi mua thuốc về cho má tôi rồi tôi hãy trở lại vớt đứa bé. Nếu đi về đẳng đó mà mình mua cho mẹ mình thuốc xong, má mình uống rồi, mình trở lại thì đứa bé nó chết ngắt. Thay vì đó mình thấy cái nào cần trước nên làm trước. Mẹ mình bệnh không đến nỗi chết. Thôi bây giờ dừng lại, phóng xuống vớt đứa bé xong đi rồi mua thuốc đem về cho mẹ mình. Hai điều trọn vẹn. Tới chừng tôi nói xong, các chị nói, chú nói gì tôi thấy có lý quá. Để sau này mà có dịp mà có gặp anh em mà ta hỏi đó, tôi sẽ trình bày lại mấy cái mục này đó chú thiệt. Tôi nói thiệt với chị, tôi không có nói gì xa vời, chân tôi nói những cái gì thực tế, mắt thấy được, tai rờ đụng, tôi không nói xa vời. Đời không hay những việc xa vời mà. Có cô này, bà hỏi tôi, bà nói, chú thiện, tại sao có đứa nó hiền, nó ngoan, nó đứa nó làm cho mình vui, còn có đứa con nó làm, nó khổ nghịch, nó làm cho mình buồn, rồi làm cách nào giờ chú Bảy, có đứa nó làm cho mình khổ quá chú ơi. Tôi nói đời con người nó có quan trái và nợ nần chằng chịt với nhau, vợ chồng cũng vậy mà cha mẹ con cái cũng vậy luôn. Bà nói vậy là sao đâu, chú nói tôi nghe. Tôi nói con 5-7 đứa, cũng có đứa nó thiếu nợ mình, cũng có đứa mình thiếu nợ nó. Nếu nó thiếu nợ mình, nó đầu thai lên đây nó trả, cho nên nó mần cực khổ gian lao, bao nhiêu tiền bạc là nó đem về nó đưa cho cha mẹ sạch trơn. Vậy mà đứa đó mình còn dằn lên dũng xuống, mình không thương nó mà mình còn gầy nó nữa. Còn cái đứa nó ăn chơi, hãy có bao nhiêu tiền bạc nó móc túi, nó chơi đánh bài sạch trơn mà về mình còn thương, mình còn năn nỉ nó nữa. Nguyên nhân nào? Tại vì đó, cái người nào mà mình thiếu nợ người ta lợi đòi đó, chẳng những mình đưa tiền mà còn mắc năn nỉ nữa. Chị hai cũng thông cảm, không gài. Em không có tiền, chị lấy đỡ 5 triệu, vài bữa còn 5 triệu em phải trả. Đưa tiền mà còn mắc năn nỉ người ta. Còn cái người nào mà người ta lợi, người ta trả nợ cho mình đó, người ta đưa tiền cho mình mà còn dằn nén người ta nữa. Chị hứa tôi sao? Hứa tôi 3 bữa, bữa nay mới đem lợi đó ha. Người ta đưa tiền cho mình mà mình còn nặng nhẹ người ta. Có nhiều đứa con, nó mần, nó đưa tiền cho cha mẹ vậy mà về trễ còn nó mày giấu hả? Mày tính em hả mày? Mày tính em hả? Thởm gài lương đâu mày không đưa tao? Cái đó là tại đứa con nó thiếu nợ cha mẹ. Phải không cô bác?
Có không? Có, còn có nhiều đứa nó ăn chơi phung phí, nó cá độ đá banh về, nó nói bây giờ bà đưa tiền tôi không? Tiền bà để dưỡng già em hờm hay làm gì? Già rồi không đưa tiền tôi xài để làm gì? Bây giờ bà đưa tôi không? Nó làm gì rồi đó, chẳng những nó dằn nén vừa đưa tiền mà nói còn có 5 triệu nữa hết con xài. Đưa tiền mà còn mắc năn nỉ nữa chứ. Phải nợ không cô bác? Nợ phải không? Mình thấy ở trong xóm đôi khi mình thấy mình tức lắm. Nhiều khi đó bà vợ bà lo bà đánh bài tối ngày mà ông chồng chạy xe ông đâu muốn chết về có bao nhiêu tiền lận ra đánh bài hết trơn mà không dám nói nặng tới bà nữa chứ. Về mắt nấu cơm cho bà ăn, đặng bà đi bà tướng sĩ tượng nữa chứ. Có không mấy cô? Có. Rồi trong xóm mình cũng nhiều khi có hoàn cảnh. Bà vợ bà đi mần muốn chết, mần về nhiêu mần thê cái mướn được, giấu giấu nhiêu ông móc. Ông quánh bài, ông đá gà, ông nhậu rượu. Rồi ông quánh cái mỏ như cái quặng tối ngày. Đi đâu giờ cũng mang cái khẩu trang hết chứ. Đi đâu mang khẩu trang chứ, tưởng đâu cỡ này diện đẹp dữ, ai dè cái mỏ như cái quặng không chứ. Cái đó con nói có phải là nợ nần với nhau không cô bác? Phải không? Vậy bây giờ đó, nãy giờ con trình bày về cái hạnh phúc của thế gian. Con nói hạnh phúc thế gian không cái nào mà được bền lâu hết cô bác. Anh chị em mình về xem kỹ lại địa phương ở trong mình. Hồi nào tới giờ người ta cha mẹ người ta coi cho con, có ai coi cho con mình đó là bể bạc không cô bác? Có ai cho coi cho con mình là xấu không? Có ai coi cho con mình đó vài bữa chia tay không? Mà ai cũng coi cho nó keo sơn gắn bó trăm năm hạnh phúc không phải không? Coi là coi tốt không à? Chứ đâu có ai coi xấu đâu phải không? Nhưng mà rốt cùng rồi cô bác anh chị em mình do cái duyên nợ, do cái cách sống chân tình của nó mà thôi. Hễ làm chồng tận nghĩa thì làm vợ mới tận tình, phải không? Cái đó là cái bổn phận trách nhiệm với nhau. Hoa tươi đẹp bởi màu hồng, người tươi đẹp bởi tấm lòng thủy chung. Trình bày vừa qua là nói về cái hạnh phúc ở đời. Bây giờ con sẽ trình bày cùng cô bác anh chị em mình cái hạnh phúc trong cửa đạo. Bây giờ cô bác anh chị em mình đây tôi nói giàu ít nhiều gì quý vị mình cũng đã có tu rồi phải không? Có tu rồi. Tôi nhớ ngày hôm qua hôm kia có đứa cháu này nó từ ở ngoài Nghệ Tĩnh nó vô. Em của cháu Lan nó tu đây nè cô bác. Vô đây rồi nó thấy anh chị em mặc đồ bà ba không à. Thành ra nó đâu có dám mặc đồ đời. Mà ngặt con cái đầu nó nhuộm đỏ. Nó vô đây mà nó mặc đồ bà ba. Tới chừng nó ra ngoài á, nó đang sắp tuổi. Có mấy đứa nó chạy ngang, nó nói trời ơi, thời nay tu mà còn nhóm đầu đỏ nữa kìa. Để thấy nhỏ này mặc đồ bà ba. Cái chừng hơi nó quay lại hỏi trời ơi, tu còn nhóm đầu đỏ. Tôi nói nhỏ đó nó mới tu hôm qua. À, vậy thì bây giờ ở đây dù cô bác anh chị em mình ít nhiều cũng đã có tu. Phải không? Vậy bây giờ con hỏi nha, cái hạnh phúc trong cái cửa đạo đó, cái hạnh phúc nó sẽ được dài lâu. Bởi vì cái hạnh phúc này nó kết tạo từ cái tinh hoa tu học. Ăn chay, niệm Phật, làm lành, cúng lại. Nếu cô bác chúng ta có bốn điều kiện này trong gia đình sẽ được một hạnh phúc dài lâu và vĩnh viễn. Vậy thì bây giờ con hỏi cô bác anh chị em mình đó, cái ăn chay có phải là hạnh phúc không cô bác? Hạnh phúc cho muôn loại vạn vật. Cái thứ hai, ăn chay là hạnh phúc trong gia đình. Không nguyên nhân nào. Tôi nói bây giờ đó, quý vị mình mà muốn cho gia đình mà hạnh phúc đó, về ăn chay hạnh phúc liền. Hỏi sao quả tôi nói lội lên cái bữa ăn không cũng hạnh phúc nữa. Ví dụ như bữa nay đó, ông chồng ông đi tát mương ở ngoài ruộng, mà ông bắt được con cá lóc, con này trứng phè phè đem về nấu canh chua. Ông thì ông bắt về rồi là ông lo tắm rửa, ông nghỉ. Còn bà vợ thì nấu nồi canh chua lên, cắt thấy con cá lóc. Ta nói nghe nấu canh chua cặp trứng phè phè là bà vợ nó cái này là công của tôi nha. Bà gần gần không nói nhưng mà nó công của tôi. Phải không? Tới chừng đem lên nó trên cái bữa ăn. Hai đứa con, ông chồng với bà vợ lên. Thì ông chồng nó nói cái công này là của tao nha. Tao đi bắt cá nha. Nhờ tao đi bắt mà mới có cặp trứng. Lúc đó bắt đầu à, bà vợ có nói cái công này là tôi nấu chua nha. Tôi không nấu sống ngăn lấy gì không ăn được. Lúc đó mấy nhỏ nó nói mình ăn xương đâu có được. Nó lấy cái đầu đũa nó quất vô cái gò má nó gấp liền á. Dòng cá lóc mà nó quất ngay gò má. Kể như ông khỏi cái cốc rồi nó mày con ăn mất dạy. Có không cô bác anh chị? Có không? Tôi nói ổng đó là ông quất liền cái cốc liền. Ông nói dòng con ăn mất dạy. Cái nhỏ nó khóc.
chạy ra. Phải không? Lúc đó tôi hỏi cô bác anh chị em mình vậy đó, rồi tới bà vợ bà nói này công của tôi ông chồng nó không được, hai người dành ăn. Đã ông chồng với bà vợ nói mấy đứa con là nói gạt nó rồi, nó con ơi lớn lên rồi con đừng có ăn cái đầu, nhỏ phải ăn từ cái đuôi ăn lên nó con. Tại dành ăn nói vậy chứ có lực lệ đó đâu. Rồi quay qua cái nói mấy đứa nhỏ không có được ăn trứng nổi mụn. Làm bộ nó dốc nhỏ chứ nổi mụn cái gì, ông bà dành ăn chứ nổi mụn gì. Phải không? Vậy bây giờ đó tôi hỏi ăn vậy đó rồi làm sao mà hòa thuận. Mua về thịt đó mà ai cũng lên khìa thịt không, mình nghĩ sao? Mua về cá dinh mà chiên nó nghe, mà nó quất ngay chân chỗ cái lường lưng nó nghe là khỏi cái cốc liền à, khóc liền à. Còn cái này tôi bảo đảm, cô bác anh chị em mình về phát tâm ăn chay thôi, mua tàu hũ đi. Không có nói miếng nào đầu miếng nào đuôi chân, gấp khỏi cần. Nhắm mắt tôi gấp giờ cũng dính. Ăn hạnh phúc không cô bác? Có nói mà cái này thịt, cái này mỡ, cái này đầu, cái kia xương, cái kia mà mình không? Không có đâu cô bác. Tôi nói cô bác anh chị em mình tới đây nè, mình ăn chay như vậy thấy nó cũng hạnh phúc nữa. Hỏi sao à, bị tôi cho ăn tàu hũ không à? Hồi nãy cho ăn mắm lóc, mà mắm lóc con nào như con ấy không có lớn nhỏ, mà cũng không có xương gì. Quý vị mình ăn thấy hòa thuận không? Chứ phải bữa nay lại đây mà tôi đãi thịt đó, mấy người đi trước mà tôi đãi thịt đùi đó, còn mấy người sau mà tôi đãi mỡ cái này. Trời ơi, cái tớp đi trước khá cho nên thiện nó đãi thịt không, còn tớp sau cho ăn mỡ. Nó khó xử tôi dữ lắm phải không? Lỡ hết đồ ăn rồi mua thêm cái khác mà nó không ngon cái là bị nói liền. Khó xử không? Còn này không có, lại đây cái nào trước sau gì cũng tàu hũ không à, không có nói nạt nó mỡ gì trơn á. Ăn nó vui một cái chưa từng có. Như vậy cái đó mới gọi là hạnh phúc đó cô bác anh chị em. Còn lên mà nếu mình ăn mà còn cái này có kia, trai thời trung hiếu đầu dò, gái thời đức hạnh ăn no gan mề là rồi. Nguy hiểm mần lên con gà đó nghe. Mà chừa ổng bả mà không phải cái là kể như cái nồi đó văng xuống sông. Ổng đi mà chạy xe về đó, ổng cực đó mà chừa ổng đầu với dò không là chết. Còn cái này không có. Nó bay ăn bay làm sao á, bay ăn bên chừa ba bên là khỏe chân chứ khỏi nói chừa đầu chừa dò gì hết. Con nít mà nó biết đâu mà chừa, còn cái này á khỏe lắm. Mà con dâu nó về nhà mình nó cũng khỏe nữa, hạnh phúc nữa, phải không? Tảng sáng mà kêu nó đi ra, con ơi con ra đi mua đồ ăn đồ này kia, nó ra mua tàu hũ nấm cơm rồi rồi à, khỏi cần hỏi. Còn này tảng sáng mà gia đình ăn mặn ra cái hỏi ba ăn gì, nó ăn thịt, má ăn gì, nó ăn cá chê. Mấy anh mấy chị ăn gì nó ăn luôn, đưa con 100 ngàn mua ba thứ sao mua. Rồi về nấu vừa lòng người này thì ổng vừa lòng người kia. Nếu vừa lòng người kia đâu có vừa lòng người nọ đâu, phải không? Còn nguyên gia đình mà ăn chay đâu đó hết trơn thiệt, nó hạnh phúc gì đâu á. Vậy bây giờ con hỏi cô bác anh chị em mình, có phải ăn chay là hạnh phúc không cô bác? Khỏi cha xa con, khỏi vợ xa chồng, khỏi bầu bạn chia lìa anh em phân cách. Mình ăn như vậy nè, ở trên gia đình mình là hiện tại ăn là con cái không được hạnh phúc, mà cái loài vật nó cũng chết nè, chia quyên ghẻ thí, hạnh phúc không? Mình chia lìa chồng vợ mà hạnh phúc cái gì? Vậy bây giờ cô bác anh chị em mình đó, muốn hạnh phúc trong cửa đạo, về mình gán ăn chay. Cái thứ hai, bây giờ mình được hạnh phúc ấm im rồi đó, mình có cơm có cháo luôn này kia mình ăn đó, mà gặp người ta đau khổ đang bị lóc xấy, cô bác anh chị em mình thấy đau lòng không? Máu chảy ruột miệng, bầu ơi thương lấy bí cùng ti ràng khác giống nhưng chung một dạng. Bây giờ mình sống ấm im gì nào, mình có mùng mình ngủ nè, có cơm mình ăn nè, có áo mình mặc nè, ấm im. Mà trong những đêm thâu mà người ta bị mưa gió bão bùng, cô bác anh chị em mình thấy đau khổ không? Khổ. Bữa nay mình lại đó mình cho, mặc dù nó không được xứng đáng là bao, nhà của người ta sập mình cho được có 100 lá mà lợp lại cái nhà. Chiều nay người ta ngồi người ta ăn cơm đâu đó ngủ mẻm, mình thấy nó khỏe gì đâu. Sướng gì bằng sướng làm lành, cho bao nhiêu của là để dành bấy nhiêu. Hạnh phúc của người là hạnh phúc của ta, phải không cô bác? Nếu mình có tâm đạo rồi, mình giúp cho cái người đó mà người ta được sống an vui, mình cảm thấy mình vui không cô bác? Vui. Vui, vậy bây giờ mình làm lành là hạnh phúc. Một, ăn chay, hạnh phúc, vĩnh viễn. Hai, làm lành, mình hạnh phúc, vĩnh viễn. Cái thứ ba, niệm Phật, hạnh phúc, vĩnh viễn. Bởi vì niệm Phật là mình trừ hết tất cả các vọng niệm trong chúng sanh. Đức Phật Ngài nói con người hạnh phúc miên viễn và hạnh phúc nhất là Pháp an tâm. Thầy nói nè,
muốn niệm Phật bất cần sớm tối, ghi vào lòng sáu chữ Di Đà, thì hiền lương quên mất điều tà, đặng gì? Đúng rồi đó, đặng hạnh phúc nhờ lòng cố gắng. Vậy bây giờ cô bác anh chị em mình gắng về nhà mình lo mình niệm Phật là hạnh phúc. Cô bác ơi, ở trên Thọ Sơn có hai vợ chồng này cự lộn hoài, rồi nói tôi bây giờ đó chú Bảy, tôi đã để cái bản giáo lý của Đức Thầy từ trên tới dưới thuận hòa, tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận, cháu con thảo hiền, mà cứ vợ chồng cự lộn hoài không biết làm sao. Tôi nói bây giờ nếu vợ chồng cự lộn hoài thì để cái câu là đạo chồng vợ cự lộn hoài cho đến chết. Người ta đạo chồng vợ thuận hòa cho đến thác, còn này cự lộn hoài làm gì giùm tôi. Nói bây giờ tôi lỡ mà có cự lộn thì làm gì cho nó được hạnh phúc đấy chú Bảy. Tôi nói cứ niệm Phật, thầy nói ghi vào lòng sáu chữ Di Đà, đặng hạnh phúc là nhờ lòng cố gắng. Bây giờ ông chửi mình lần đầu tiên mình niệm Phật nghe nó hơi dường như là chọc tức ổng, nhưng mà niệm từ từ rồi nó hạnh phúc. Hỏi sao mà mỗi lần ông chửi mình muốn chửi lại mình Nam Mô A Di Đà Phật. Ông chửi tôi vậy đâu phải không? Ông chửi tiếng nữa Nam Mô A Di Đà Phật, ông chửi tôi vậy đó phải không? Mà mình niệm Phật cái nó xuống, niệm Phật cái nó ém, niệm Phật cái nó xuống, nó ém từ từ. Một thời gian sau rồi hai vợ chồng chỉ lo niệm Phật thôi cô bác. Thắng. Vậy bây giờ đó thầy nói câu nè, biết khôn tìm kiếm ma ha, một câu lục tự là nhà nhà bình an, đó là hạnh phúc đó cô bác. Một câu lục tự thôi mà nếu áp dụng trong gia đình, ai cũng biết lo niệm Phật hết. Thầy nói cầu cho già trẻ gái trai rủ nhau niệm Phật liên đài ắt lên. Phải không mấy cô? Vậy thôi bây giờ đó, trong buổi gặp gỡ chuyện trò tâm sự hôm nay với cái đề tài được trao gửi cùng với toàn thể cô bác anh chị em mình với cái đề tài là hạnh phúc trong đạo đời. Đời là biển khổ cảnh tan thương, sai đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tạo xa xôi. Trăm năm không đạo gây thêm tội, một kiếp biết tu khỏi lạc đường. Này hỡi khách trần mau tỉnh ngộ, nương thiền bát nhã đáo Tây Phương. Chúng ta phải thực hiện cái tình thương trọn vẹn để cái hạnh phúc của mình được dài lâu cô bác. Thật tình thương đem đặt giữa chiến trường ấy máu xương không còn độ. Thật tình thương đặt ở nơi gây gỗ kia phút chốc trở nên hòa. Thật tình thương đặt trong chốn người ta ấy quá ra Bồ Tát thật. Nếu tình thương trong lòng người để mất, thì người cùng xúc vật có khác đâu. Đã là người trên quả địa cầu, phải thể hiện cái tình thương chân thật. Vậy trong buổi gặp gỡ hôm nay, xin kính chúc toàn thể cô bác anh chị em mình được thân tâm thường an lạc, đạo quả chóng viên thành và tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công giải thoát, nẻo luân hồi không tiếp nói chuyện say, về cực lạc để đáp ơn thầy thỏa nguyện. Nam mô A Di Đà Phật.